Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 của bộ truyện Long Kiếm Truy Hồn của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, trong số người trên núi chưa phóng xuống, liền có hai người quay lại phóng nhanh đi. Ngay khi bát tí Giao Đới Thịnh phi thân lao tới, trong cốc lại vang lên tiếng rú thảm. Lão nhị trong tam quái giao chiến với vạn lý Hồng Diệp Hà cũng đã táng mạng dưới trường lực đối phương. Tây Môn Kỳ sở dĩ phải sát hại biên hoàng tam quái chính là vì sợ tin tức bị tiết lộ. Giờ nghe bát tí Giao Đới Thịnh phái người về thông báo, hết sức hốt hoảng. Ngay khi ấy, bát tí Giao Đới Thịnh đã lao đến, vội lớn tiếng nói: "Lão bà, hãy đến đây tiếp y mau." Dứt lời đã tung mình ra chiêu lực bình ngũ nhạc. Bùng một tiếng vang dội, bát tí Giao Đới Thịnh đã bị đẩy lùi 4-5 bước. Trong khi ấy, Tây Môn Kỳ đã thừa cơ lát chéo sang ba trường, phóng nhanh lên núi. Mai Giao Lân cười khẩy nói: "Linh muội, chúng ta đi nào." Vân Phụng Linh ngạc nhiên: "Ờ, đi đâu vậy?" "Đi giúp hai thủ hạ Ngân Long Bảo thoát khỏi tay Tây Môn Kỳ." Dứt lời, Mai Giao Lân đã nắm tay Vân Phụng Linh phi thân ra xa hơn 8 trượng. Qua khỏi sơn cốc, phi thân lên ngọn núi đối diện. Hai người vừa hạ chân trên một tảng đá to, chỉ thấy hai anh em họ Ngô phóng vút qua trước mặt cách chừng 3 trượng. Có lẽ vì hai người quá nóng lòng nên đã không nhìn thấy Mai Giao Lân và Vân Phụng Linh. Mai Giao Lân đưa mắt nhìn về phía con đường hai anh em họ Ngô vừa đi qua, chỉ thấy Tây Môn Kỳ đang vội vã đuổi theo, lúc này còn cách chừng 40 trượng. Mai Giao Lân cười khẩy, lạnh lùng nói: "May quá, chúng ta đến thật đúng lúc." Đoạn liền nắm tay Vân Phụng Linh tung mình xuống tảng đá, phi thân đến đón đầu Tây Môn Kỳ. Trong thoáng chốc, khoảng cách hai bên chỉ còn chừng 10 trượng. Mai Giao Lân nhướng mày, lướt đến cản trước mặt Tây Môn Kỳ, giọng sắc lạnh nói: "Tây Môn Đại Hiệp vẫn khỏe chứ?" Vừa thấy có người cản đường, Tây Môn Kỳ vội hít vào một hơi chân khí, chững người lại, ngước mắt nhìn, bất giác giật mình, buột miệng nói: "Mai Giao Lân." Mai Giao Lân nhếch môi cười: "Không sai, chính là Mai Giao Lân đây. Tây Môn Đại Hiệp kinh ngạc lắm phải không?" Tây Môn Kỳ nằm mơ cũng chẳng ngờ lại gặp Mai Giao Lân tại đây, và trong lúc này, cười lạnh lùng nói: "Mai Giao Lân, đây là ngẫu nhiên phải không? Theo Tây Môn Đại Hiệp thì sao?" Tây Môn Kỳ thấy Mai Giao Lân thần sắc bình thản, nghĩ chàng không biết sự việc trong cốc, bèn sập mặt nói: "Bất kể thế nào thì chúng ta cũng đã gặp nhau tại đây. Lão phu hiện đang bận chút việc, rồi đây chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khu núi này." Đoạn tạt người sang bên năm thước, toàn phóng đi tiếp tục đuổi theo anh em họ Ngô. Mai Giao Lân cười khẩy: "Tây Môn Đại Hiệp định bỏ đi ư? Chả lẽ ngươi tự tin có thể giữ lão phu lại được ư? Đó là việc sau này. Hiện giờ Mai Mỗ có một điều, trước hết xin cảm tạ ơn viện thủ của Tây Môn Đại Hiệp." Tây Môn Kỳ nhất thời không hiểu Mai Giao Lân muốn ám chỉ điều gì, bèn nói: "Lão phu không nhớ đã từng giúp gì cho ngươi." "Tây Môn Đại Hiệp thật chóng quên đến vậy sao? Mới khi nãy đây thôi, sao lại quên mất thế nhỉ?" Tây Môn Kỳ không hiểu: "Lão phu đã từ khách điếm Phục Long đuổi theo ngươi đến đây, chẳng có gì là ơn viện thủ cả." Điều Mai Mỗ muốn nói đó là tôn giá đã giúp Mai Mỗ giải quyết xong một vụ công án. Tây Môn Kỳ tái mặt, lão giờ đã hiểu cả, vốn định lập kế hãm hại chàng, chẳng ngờ trái lại mình đã lọt vào cạm bẫy chàng. Xấu hổ, kinh hãi hay tức giận, Tây Môn Kỳ nhất thời không sao phân biệt được. Nơi đây không có gió, bởi mỏm đá che chắn, vậy mà chòm râu dưới cằm của lão lại không ngừng lay động. Mai Giao Lân cười lạnh lùng nói: "Tây Môn Đại Hiệp kế hơn cả Gia Cát, song rất tiếc Mai Mỗ không có phúc hưởng thụ, đành để cho Tây Môn Đại Hiệp hưởng thụ hết." Tây Môn Kỳ hít sâu một hơi không khí, cố nén lửa giận, buông tiếng cười vang: "Mai Giao Lân, ngươi quả là một người dối trá." Câu nói ấy Mai Mỗ đã nghe không chỉ một lần, Tây Môn Đại Hiệp không cần quá khen. "Mai Giao Lân, chúng ta hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau, thù mới hận cũ giữa hai ta ngươi định giải quyết thế nào?"
Mai Giao Lân mắt ánh sát cơ. Tây Môn Kỳ, Tôn giá nên đợi họ đến rồi hăng nói là hơn. Lão phu không đợi được nữa. Vậy thì Tôn giá hãy động thủ đi. Mai mẫu đã để cho Tôn giá sống thêm quá lâu rồi. Tây Môn Kỳ tuy biết mình không phải địch thủ của Mai Giao Lân, nhưng lúc này đã thành thế cưỡi hổ, chẳng thể nhút nhát sợ sệt được. Lúc này lão đang toan tính sẽ thoát thân bằng cách nào trong khi giao đấu. Lão cười sắc lạnh nói: Mai Giao Lân, hôm nay giữa hai ta sẽ phải có một người phơi xác tại đây. Trong khi nói đã vận tụ công lực vào song trường. Mai Giao Lân cười khẩy: Người đó hẳn là Tôn giá rồi. Tây Môn Kỳ vờ lơ đánh, quét mắt nhìn phía những mỏm đá bừa bộn sau lưng Mai Giao Lân. Thế là lão đã tìm được nơi ẩn thân. Mai Giao Lân ngước nhìn trời, lúc này có lẽ đã là cuối canh tư, lạnh lùng nói: Người của Ngân Long Bảo hẳn đã đi xa rồi, Tôn giá động thủ được rồi chưa? Tây Môn Kỳ mắt vút qua vẻ hiểm độc. Lão phu lẽ dĩ nhiên là có cách đuổi kịp bọn họ, không cần ngươi phải nhọc tâm lo lắng. Ngươi chuẩn bị rồi chưa? Tiếp chiều. Lão xuất thủ đột ngột thế này, tin chắc Mai Giao Lân không bao giờ ngờ đến với thân phận như lão mà lại ra tay một cách hèn hạ gần như là ám toán. Thế nhưng... Dưới ánh sao khuya, ánh búa lóe lên như một làn sáng bạc. Đó chỉ là chiêu phổ khai thiên địa, nhưng trong tay Tây Môn Kỳ thi triển, uy lực thật là khủng khiếp. Mai Giao Lân bề ngoài tuy điểm tính, nhưng trong lòng cũng giống động mạnh. Chẳng biết Tây Môn Kỳ chủ yếu là thoát thân, song trước một chiêu hung hiểm thế này, chàng chẳng thể không né tránh. Ý nghĩ lóe nhanh trong óc Mai Giao Lân, người thoáng ngã sau, lưỡi búa lướt qua chỉ trong đường tơ ké tóc, chẳng tung mình ra sau hơn trường. Vân Phượng Linh kinh hãi đến ngây người ra, mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tây Môn Kỳ thật không ngờ Mai Giao Lân đã không lách tránh mà lại lui ra sau, ngăn cản đường thoát thân của lão. Ngay khi thu búa về, ánh mắt Tây Môn Kỳ tình cờ quét qua người của Vân Phượng Linh, khiến lão chợt nghĩ ra một ký thoát thân khác. Nhanh đến mức tựa hồ không hề suy tính, Tây Môn Kỳ bỗng tung mình lên không, lao về phía Vân Phượng Linh đang đứng thử ra, vung búa thành một vòng sáng to. Với chiêu bát phương phong vân, phong tỏa bốn hướng đường rút lui, tay trái nhanh như chớp chộp vào cổ tay phải của Vân Phượng Linh. Phen này lại thật bất ngờ cho Mai Giao Lân, kinh hãi và tức giận buông tiếng quát vang, lao nhanh tới tung ra chiêu Phật võng vô biên, bóng trường dập trời, kèm theo áp lực ngạt thở phủ trùm lên đầu hai người. Xuất chiêu rất nhanh, song chàng không chắc cứu được tính mạng Vân Phượng Linh. Tây Môn Kỳ chủ yếu là bắt người, chiêu phủ tuy nhanh nhưng không có nội kình. Đến khi phát giác chảo chậm hơn phủ thì Mai Giao Lân đã đến đỉnh đầu. Cơ hồ là phản ứng theo bản năng, Tây Môn Kỳ lẹ làng triệt chiêu, lướt mình lùi ra sau 7-8 thước. Đến khi nhìn thấy rõ Mai Giao Lân cũng chẳng dám trưởng xuống thì sự việc cũng đã trở thành quá khứ. Mai Giao Lân thầm thở phào, hạ xuống bên cạnh Vân Phụng Linh, cười khẩy nói: Tây Môn Kỳ, Tôn giá lại thất bại một lần nữa rồi. Tây Môn Kỳ vừa hối hận vừa căm tức, cười vang: Mai Giao Lân, ngươi đã thắng may mắn. Không sai, phải chi Tôn giá dùng búa không dùng chảo, Mai mỗ nhanh đến mấy cũng khó cứu được Vân cô nương. Mai mỗ cũng chẳng dám thật sự hạ thủ, vậy mà Tôn giá lại bỏ qua cả hai. Tây Môn Kỳ nghiến răng: Bây giờ đến lượt cuộc chiến cuối cùng giữa hai ta đây, tiếp chiêu. Hai tiếng sau cùng của lão đã thốt ra khi xuất chiêu. Vừa dứt lời, lưỡi búa đã quét đến trước ngực Mai Giao Lân. Mai Giao Lân buông tiếng cười khẩy, song trưởng vung động, nhanh như tia chớp xuyên vào bóng búa chập trùng. Trong màn đêm tối mịt, ngoài lưỡi búa lấp loáng, Vân Phượng Linh không sao phân biệt được hai bóng người chập chờn như u linh kia người nào là Mai Giao Lân. Nàng tin chắc là Mai Giao Lân không bao giờ bại dưới tay Tây Môn Kỳ, nhưng trước khi sự thật được chứng minh, nàng không sao xua tan được nỗi hồi hộp trong lòng. Bỗng nghe tiếng của Mai Giao Lân quát: Tây Môn Kỳ, đã đến lúc rồi. Liền tức hai bóng người vút tách ra. Tây Môn Kỳ cơ hồ không nghĩ ngợi, bỗng quay người phóng nhanh về phía đường đến khi nãy. Mai Giao Lân cười khẩy: Tây Môn Kỳ, đây là chỗ phơi xác của Tôn giá rồi, Phật điểm mê tầm. Vừa dứt lời, một tiếng rú thảm khốc liền tức vang lên. Tây Môn Kỳ chúi tới trước 7-8 bước, ngã ập xuống đất chết ngay tại chỗ. Mai Giao Lân quét mắt nhìn thi thể Tây Môn Kỳ, đoạn ngước lên nhìn trời, bình thản nói: Linh muội, chúng ta đi thôi. Vân Phượng Linh ngơ ngẩn: Đi đâu? Đến Ngân Long Bảo. Linh muội biết gia phụ và mọi người bị giam ở đâu không? Lần ca định đến cứu họ ư? Mai Giao Lân thấy Vân Phượng Linh lộ vẻ kinh hãi, bất giác rúng động cõi lòng. Nhất định là nơi đó vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, điều này chàng đã tiên liệu từ trước rồi. Mai Giao Lân thản nhiên cười nói, nơi đó hẳn là khó đắc thủ lắm phải không? Vâng, đó là nơi hiểm yếu nhất của Ngân Long Bảo. Ngân Long Bảo có tiếng là địa thế kinh hiểm, vậy mà nơi đó là chỗ yếu hiểm nhất, hẳn là cũng chẳng kém đầm rồng hang hổ. Vân Phụng Linh nói, muốn đến nơi đó phải vòng ra sông Ngân Long Bảo và còn phải vượt qua con sông Phiên Giao rộng hàng trăm trượng và nước chảy rất xiết. Sau đó mới đến vách núi lên Ngân Long Bảo cao hàng vạn trượng và trên núi nhất định có người phòng thủ. Không biết chúng ta có thể... Mai Giao Lân cười ngắt lời, Linh muội, địa thế hiểm trở như vậy hẳn là phòng thủ lỏng lẻo. Dẫu sao đi nữa, đường ấy vẫn có cơ hội thành công hơn nhiều. Chúng ta đi ngay bây giờ ư? Phải, chúng ta đi ngay. Khi chúng ta đến đó, không chừng người của Ngân Long Bảo đều đã rời khỏi rồi. Không quay lại xem bọn họ đang giao chiến ư? Ngô Cam Mong là người của Ngân Long Bảo, có thể cầm cự chờ đại viện. Đi thôi Linh muội. Vân Phụng Linh chỉ tay về hướng tây bắc, đi hướng kia. Mai Giao Lân liền nắm tay Vân Phụng Linh, phi thân phóng về hướng tây bắc, tốc độ nhanh hơn sao xẹt. Địa thế mỗi lúc càng lên cao, hai người thẳng đường vượt đèo qua suối. Khi trời hửng sáng, họ đã đứng giữa núi non trùng điệp. Ngay khi ấy, bỗng từ xa vọng đến tiếng nước chảy ầm ĩ. Qua tiếng vang trầm độc đó, dòng nước ít ra cũng thấp từ 20 trượng trở lên. Mai Giao Lân dừng bước nói, phía trước là sông Phiên Giao rồi phải không? Vân Phụng Linh quay nhìn quanh một hồi, sau đó đáp, vâng, con sông này nước chảy rất xiết, nhất là hai bên bờ thẳng đứng hết sức hung hiểm. Linh muội đã đến đó lúc nào vậy? Lúc mới đến Ngân Long Bảo, gia phụ chưa bị giam đã đưa tiểu muội đi dạo chơi ngang qua. Có qua bên kia không? Có một lần. Mai Giao Lân ngạc nhiên, thế qua bằng cách nào? Có một sợi dây dài nối liền hai bờ với một côn đá ở giữa sông, nghe đâu là do thổ dân đắp cột khi xưa, nhưng hiện nay là rất mục nát, người không có võ công chẳng dám đi qua. Thế không ai canh giữ ư? Không, bởi vì thượng du sông hẹp có thể qua được, nên Ngân Long Bảo cho là không cần thiết canh phòng. Mai Giao Lân nghe vậy liền dẹp bỏ trong lòng hoài nghi, khẽ cười nói, vậy thì thật tiện lợi. Đoạn nắm tay Vân Phụng Linh tiếp tục phóng đi. Cuối canh năm, hai người đã đến bờ sông. Mai Giao Lân đưa mắt nhìn, chỉ thấy nước sông vàng đục, dòng chảy cuồn cuộn như nước sôi, cách bờ mặt nước gần 30 trượng, vách bờ thẳng đứng và trơn trượt, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Giữa sông có một cồn đất, cách hai bờ chừng 50 trượng. Cồn đất với bờ được nối liền bằng một sợi dây thép hoen rỉ, trông rất là mỏng manh, như chỉ cần một cơn gió thổi mạnh là đứt qua ngay. Mai Giao Lân quan sát hai bên một hồi, đoạn nắm tay Vân Phụng Linh cười nói, chúng ta đi qua nhé. Vân Phụng Linh có Mai Giao Lân bên cạnh, tựa hồ chẳng sợ gì cả, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Mai Giao Lân bèn nắm tay Vân Phụng Linh phi thân lên dây thép, chỉ thấy một cái tung mình đã ra đến giữa dây. Đột nhiên một chữ cười đinh tai vang lên. Tiểu tử, bấy lâu vẫn khỏe chứ? Vừa dứt lời, bên kia cổn đất bỗng xuất hiện một lão nhân tóc bạc, chính là Quần Hiệp Nhâm Thiên Tùng. Mai Giao Lân nghe tiếng liền chững bước, đứng lên ở dây thép cách cột đất chừng 20 trượng. Chàng thoáng biến sắc mặt, sau ngay lập tức trở lại bình thường, lạnh lùng nói, Nhâm Thiên Tùng, phiền tôn giá đã phải đợi quá lâu. Không hề gì, không hề gì. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh lắm. Tôn giá quá khen, hẳn đây không phải là ngẫu nhiên chứ? Quần Hiệp Nhâm Thiên Tùng ngừng cười, lạnh lùng nói, đúng vậy, đây không phải là ngẫu nhiên. Chỉ lúc hai ta gặp nhau tại khách điếm Phục Long, đó mới là ngẫu nhiên. Mai Giao Lân ngẩn người, lúc ấy tôn giá đã không lộ diện, nhẫn nại khá thật. Nếu như lão phu lộ diện thì chúng ta đâu thể gặp nhau tại đây. Tiểu tử, giới võ lâm hết thầy đều biết ngươi mưu trí hơn người, tất cả đều nói như vậy, lão phu chẳng thể không thừa nhận. Mai Giao Lân liếc mắt nhìn cồn đất, tôn giá dường như không mấy quang minh chính đại. Quang Hiệp sầm mặt, tiểu tử, ngươi nên biết song trưởng của lão phu đã sớm vận đầy công lực, đừng hòng giở trò. Chúng ta nên nói chuyện với nhau như thế này là hơn. Giữa chúng ta có gì đáng nói kia chứ? Nếu không có gì để nói, thì lão phu đâu cần phải mất nhiều thời gian như thế. Tôn giá nghĩ là tính mạng của Mai Mỗ đã nằm trong tay tôn giá ư? Sống chết là do số mệnh,
Lão Phu không dám nói những lời xoay chuyển số trời như vậy, nhưng ngươi phải thừa nhận hiện thời Lão Phu đang chiếm ưu thế. Vậy thì tôn giá hạ tất phải tốn thời gian? Bởi vì Lão Phu tin là chẳng người nào không quý tiếc sinh mạng của mình. Tiểu tử, với võ công và tài trí của ngươi, nếu chúng ta cùng mưu đại kế, chỉ cần trong vài hôm thì Vạn Tượng Cung sẽ thống trị Võ Lâm. Khi đó hai ta sẽ ngang hàng nhau, đều là đấng chí tôn Võ Lâm. Mai Giao Lân cười khinh mỉa. Nhâm đại hiệp thật là một người thức thời nhất trên đời. Trí tuệ của một trang đại hiệp khách quả là khác thường. Thảo nào giới Võ Lâm đã tôn đại hiệp là Thái Sơn Bắc Đầu. Thì ra Nâm đại hiệp là một người không xem trọng danh lợi thế này. Thật đáng khâm phục, khâm phục. Quang Hiệp đỏ mặt, mắt rực sát cơ, đanh giọng nói. Tiểu tử, sống chết hai đường, ngươi chọn đường nào? Nhâm đại hiệp đã chọn dùng Mai Mỗ rồi chưa? Hiện Lão Phu hay còn phân vân chưa quyết định, phải tùy ở ngươi có thức thời hay không thì mới quyết định được. Dứt lời, hai mắt đã ngập đầy sát cơ, nhìn chốt vào mặt Mai Giao Lân. Mai Giao Lân cười khẩy. Mai Mỗ đâu có thức thời như tôn giá. Vừa dứt lời, bất thần vung trưởng bổ thẳng vào ngực Quần Hiệp, đồng thời chân phải điểm mạnh lên dây thép tung ngược trở về bờ. Quần Hiệp khi nghe Mai Giao Lân buông tiếng mỉa mai, biết chàng không bao giờ chịu gia nhập Vạn Tượng Cung, lòng đã quyết hạ sát chàng. Vừa thấy chàng xuất thủ liền quát to: Tiểu tử, đây là nơi táng thân của ngươi. Đồng thời hữu trưởng vung ra đón tiếp, tà trưởng bổ xuống dây thép. Bình một tiếng vang dội, Quần Hiệp hai vai trao động, sợi dây thép cũng đứt đôi rơi xuống. Mai Giao Lân phóng ngược ra sau chừng 20 trượng thì người đã hạ xuống đất. Chân phải vừa điểm xuống, bỗng cảm thấy hụt hẫng, biết ngay dây thép đã bị Quần Hiệp đánh đứt, bất giác lặng người vội quát: Linh muội, hít hơi phong bế hô hấp mau. Dứt lời, liền tức hít sâu một hơi không khí. Lúc này hai người đã rơi đến mặt sông, bõm một tiếng chìm nghỉm trong nước. Quần Hiệp đưa mắt nhìn nước sông cuồn cuộn, đắc ý cười vang: Đại địch của Vạn Thượng Cung cuối cùng đã bị diệt trừ rồi. Bỗng ngừng cười, lão như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm: Theo lời Huyết Phiến công tử Tất Tam Thái, tiểu tử này công phu dưới nước rất giỏi, để phòng vạn nhất phải tìm được thi thể của hắn mới ổn. Đoạn bèn vội phi thân qua dây thép tìm kiếm dọc bờ sông. Sau chừng một bữa cơm thì Quần Hiệp đi khỏi, trên mặt sông cuồn cuộn xuất hiện Mai Giao Lân, liền sau đó Vân Phụng Linh cũng trồi lên khỏi mặt nước. Tay phải nắm lấy đoạn dây thép cột chặt trên bờ sông, Mai Giao Lân ngước lên nhìn nói: Dây thép quá mục, sợ không chịu nội sức nặng một người. Linh muội hãy nắm lấy, để Ngô Ca tìm cách khoét lỗ trên vách bờ, hầu có thể đặt chân trèo lên. Vân Phụng Linh vẫn có vẻ không yên tâm, quét mắt nhìn về phía bờ đối diện nói: Vạn nhất Lân Ca trèo lên nửa chừng, Nhâm Thiên Tổng bỗng xuất hiện, sẽ bị lão ám toán còn gì. Mai Giao Lân mỉm cười: Nhâm Thiên Tùng e lúc này đến hạ lưu tìm kiếm thi thể của chúng ta rồi. Lão đâu thể ngờ chúng ta lại nắm được sợi dây đứt thế này. Lão không gặp chẳng quay lại đây hay sao? Lão sẽ quay lại, nhưng phải một thời gian khá lâu. Lúc bấy giờ chúng ta đã đến bờ bên kia rồi. Vậy chúng ta mau hành động. Mai Giao Lân từ bên lưng rút Bạch Long kiếm ra, một tay cầm lấy dây thép, tay kia vung kiếm bổ vào vách đá. Bạch Long kiếm là thiên cổ thần khí, chỉ mới nhát kiếm đã khoét được một lỗ sâu đủ cho tay chân bám vào. Sau đó đưa tay trái bấu vào lỗ, ngoảnh lại nói: Linh muội hãy nắm chặt dây và nép sát vào vách, tuyệt đối không được để tạt ra ngoài, kẻo nước chảy xiết dây không kham nổi. Vân Phụng Linh nhẹ gật đầu. Mai Giao Lân lại vung kiếm khoét tiếp một lỗ phía trên, sau đó miệng ngậm Bạch Long kiếm tung mình lên bám vào lỗ trên, người rời khỏi mặt nước. Tiếp đến chàng đặt mũi chân vào lỗ khoét, tay trái vận công hết người sát vách đá, lại vung kiếm khoét tiếp lỗ khác, sau đó vận công trèo lên, đặt chân vào lỗ rồi lại khoét tiếp. Để thích ứng với chiều cao của Vân Phụng Linh, mỗi lỗ chỉ cách nhau chừng 3 thước, cứ như thế từ dưới lên trên, phải mất gần 2 giờ mới lên đến trên bờ. Mai Giao Lân lên đến bờ, y phục trước ngực đã ma sát đến sòn trắng, khắp người đã khô từ lâu. Chàng cúi nhìn xuống Vân Phụng Linh bên dưới, lớn tiếng nói: Linh muội lên được không? Được. Vân Phụng Linh đáp xong, liền tức tay trái bám vào lỗ khoét, tay phải buông dây ra, từng bước từng bậc trèo lên. Bởi khoảng cách giữa hai lỗ chỉ chừng 3 thước, nên nàng không cần hết người vào vách đá, do đó không tốn sức nhiều như Mai Giao Lân. Mãi đến khi nắm được tay Vân Phụng Linh,
Mai Giao Lân mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cuồng hiệp Nhâm Thiên Tùng lại thất vọng một lần nữa rồi." Đoạn dùng sức kéo mạnh, xách Vân Phụng Linh lên bờ. Vân Phụng Linh ngoảnh lại, nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn, lòng hãy còn sợ hãi nói: "Nước sông lạnh quá." Mai Giao Lân vội nói: "Linh muội hãy ngồi xuống vận công làm khô y phục mau. Lân ca chẳng phải muốn đi chờ cuồng hiệp sao? Khi nào y phục linh muội khô rồi hãng đi, kẻo cảm lạnh mất." Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi, song Vân Phụng Linh nghe lòng vô cùng ấm áp. Nàng lặng nhìn Mai Giao Lân hồi lâu mới khẽ nói: "Lân ca, tiểu muội sẽ mãi mãi vâng lời lân ca." Đoạn chậm chậm ngồi xuống. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nàng nhắm mắt, đôi môi xinh tươi của nàng đã hé nở một nụ cười thỏa mãn. Ánh nắng ban mai đã xua tan khí lạnh đêm đen, tiếng chim hót cũng phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng, sự sống lại trở về với vạn vật. Chừng thời gian sau một bữa cơm, Vân Phụng Linh mở bừng mắt, ngẩng lên khẽ nói: "Lân ca đã chờ lâu lắm phải không?" Mai Giao Lân gật đầu: "Hẳn là Nhâm Thiên Tùng đã phát hiện có sự khác lạ rồi, chúng ta đi nào. Linh muội biết cách đây bao xa có thể qua sông không?" Vân Phụng Linh lắc đầu: "Tiểu muội chỉ nghe gia phụ bảo là trên thượng lưu có một hạp cốc có thể phóng qua, nhưng chưa từng đến đó, nên tiểu muội không rõ là còn bao xa nữa." "Vậy chúng ta cứ đi tới tìm kiếm." Đoạn nắm tay Vân Phụng Linh phóng vút đi về phía thượng lưu. Địa thế mỗi lúc càng lên cao, mặt sông cũng thu hẹp dần. Qua đó xét đoán, có lẽ phải 40-50 dặm nữa mới đến chỗ có thể phóng qua. Mai Giao Lân không ngớt trao mày, ra chiều rất nóng ruột. Tiếp tục phóng đi chừng 1 giờ, phía trước chừng 50 trượng, bờ sông bỗng có một nơi vươn dài ra sông. Khoảng cách giữa hai bờ cũng chỉ còn chừng 30 trượng. Mai Giao Lân thấy vậy mừng rỡ khẽ nói: "Chỗ kia có thể vượt qua rồi." Dứt lời, sau ba lượt tung mình đã đến nơi. Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn một hồi, thoáng vẻ lo sợ nói: "Chúng ta có phóng qua được không?" Mai Giao Lân mỉm cười: "Được chứ, nhưng chúng ta phải cùng lúc vận kình. Linh muội có cần nghỉ một lúc không?" Vân Phụng Linh đỏ mặt: "Lân ca nắm tay tiểu muội kéo đi, tiểu muội đâu có mệt." "Vậy thì chúng ta phóng qua ngay. Lát nữa Ngô ca đếm đến ba, chúng ta cùng phóng một lượt." Đoạn cùng sóng vai nhau đi đến sát bờ sông. Mai Giao Lân khẽ đếm: 1, 2, 3. Vừa dứt tiếng, hai người cùng lúc vận kình tung mình. Bởi Vân Phụng Linh sợ dùng sức không đủ bị rơi xuống sông, nên đã vận hết công lực toàn thân. Hai người hệt như thiên mã hành không bay vượt qua sông, vượt qua đến bờ gần 4 trượng. Vân Phụng Linh ngoảnh lại cười nói: "Chúng ta đã dùng kình quá nhiều rồi." Mai Giao Lân mỉm cười: "Thà rằng nhiều hơn còn bị rơi xuống sông." Đoạn nắm tay Vân Phụng Linh phóng nhanh về phía hạ lưu. Gần trưa, hai người đã đến bờ bên kia chỗ rơi xuống khi nãy. Mai Giao Lân quan sát xung quanh một hồi, đoạn nắm tay Vân Phụng Linh đi đến sau một tảng đá to, ngồi xuống nói: "Có lẽ chúng ta phải chờ một lát." Vân Phụng Linh ngồi xuống sát bên Mai Giao Lân, khẽ nói: "Biết đâu lão đã trở lại đây rồi." "Không đâu, nếu lão đã trở lại, không bỏ đi sớm vậy đâu." "Lão không tìm gặp chúng ta, dĩ nhiên phải bỏ đi." "Lão không yên tâm được đâu." Mai Giao Lân dứt lời bỗng trao mày, dường như phát hiện điều gì đó. Vân Phụng Linh lại nói: "Không chừng lão phát hiện những lỗ khuyết của chúng ta rồi." "Khẽ nào, nếu Ngô Cang nghe không lầm, kẻ chúng ta chờ đã đến." Vân Phụng Linh vừa nghe cuồng hiệp trở lại, mặt liền lộ vẻ hồi hộp, lo lắng nhìn Mai Giao Lân nói: "Lân ca, tiểu muội sợ quá." Mai Giao Lân nhẹ vỗ vai nàng: "Cuồng hiệp còn sợ hơn linh muội nhiều, bởi lão biết rõ người nào sẽ bại." "Biết đến bao giờ chúng ta mới bình yên cận kề bên nhau, vĩnh viễn không tranh chấp với người đời, không có thù hận, chung sống hòa bình với nhau nhỉ?" Mai Giao Lân thoáng vẻ đăm chiêu: "Trốn giang hồ thật lắm thị phi, cầu mong cái ngày hòa bình ấy nhanh chóng đến với mọi người." Vân Phụng Linh mắt ánh lên vẻ vui mừng: "Lân ca cũng chán cuộc sống thế này rồi ư?" Mai Giao Lân cười ảo não: "Khi chưa đòi lại được những món nợ mà Ngô ca phải đòi, Ngô ca không bao giờ biết chán ngán, mặc dù Ngô ca không hề ưa thích những việc làm của mình." Vân Phụng Linh nép vào lòng Mai Giao Lân thỏ thẻ nói: "Tiểu muội rất hiểu Lân ca." Ngay khi ấy, cuồng hiệp Nhâm Thiên Tùng đáp xuống bên cạnh sợi dây thép nơi bờ sông. Lão không ngờ Mai Giao Lân đã đứng ở sau lưng mình,
mắt chằng chọc nhìn về phía bờ bên kia, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Mai Giao Lân đã lên bờ rồi sao? Không thể vậy được, không thể vậy được. Theo lời đồn đại trên giang hồ, hắn rất giỏi công phu dưới nước. Tuy rằng nước sông chảy xiết, dù hắn không giữ được tính mạng thì cũng chẳng thể nào không một lần trồi lên mặt nước. Lạ thật. Ủa, gì thế kia?" Thì ra lão vừa phát hiện những lỗ khoét trên vách đá, liền đưa mắt nhìn kỹ, buột miệng nói: "Chẳng lẽ chính hắn đã khoét những lỗ này ư?" Đoàn định cất bước đi về phía dây thép. Ngay khi ấy, Mai Giao Lân nhẹ đỡ Vân Phụng Linh ngồi ngay lại, lạnh lùng nói: "Nhâm đại hiệp, hai ta lại gặp nhau nữa rồi." Quang Hiệp quay phát người lại, mặc dù nghe tiếng đã biết người, nhưng khi nhìn thấy Mai Giao Lân, lão vẫn sửng sốt kêu lên: "Mai Giao Lân!" Mai Giao Lân chậm chậm đứng lên, nhếch môi cười nói: "Nhâm đại hiệp thất vọng lắm phải không?" Quang Hiệp hít sâu một hơi không khí, lấy lại bình tĩnh, cười khẩy nói: "Tiểu tử, chúc mừng ngươi đã thoát chết. Mong rằng mai mố cũng sẽ có cơ hội chúc mừng Nhâm đại hiệp." "Lẽ ra thì có, nhưng ngươi đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Phải chi ngươi chở lão phu bước lên dây thép, lúc ấy..." Mai Giao Lân cười mỉa mai: "Đó là biệt tài của Nhâm đại hiệp, mai mố không dám bắt chước noi theo. Nhưng vị trí đứng của Nhâm đại hiệp bây giờ hết sức bất lợi. Vạn nhất chẳng may rơi xuống sông, e rằng sẽ không kịp nắm lấy dây thép." Quang Hiệp biến sắc mặt, theo bản năng tiến tới hai bước. "Nhưng theo lão phu thì vị trí này là rất tốt." Mai Giao Lân cười khẩy: "Nhâm đại hiệp biết rõ, tiến tới hay lùi sau mấy bước cũng chẳng có gì khác biệt, trừ phi hai ta hoán đổi vị trí." Quang Hiệp đỏ mặt: "Ngươi muốn hoán đổi ư?" Mai Giao Lân cười khinh bỉ: "Nhâm đại hiệp hàn hiểu rất rõ, cho dù mai mỗ có hoán đổi vị trí thì cũng chẳng đến nỗi bị rơi xuống sông lần nữa. Nhưng còn tôn giá thì..." Quang Hiệp vội tiếp lời: "Ngươi tự tin quá, nhưng chỉ sợ ngươi không dám thực hành. Mai mỗ còn nhớ, Nhâm đại hiệp còn khen mai mỗ gian trá. Vậy Nhâm đại hiệp lại thốt ra những lời kích tướng ấy, không thấy qua ấu trí hay sao?" Quang Hiệp gượng cười: "Giữa hai ta hôm nay phải có một người phơi xác tại đây, đứng ở vị trí nào cũng vậy thôi. Ngươi tưởng lão phu cần thiết phải dùng kế hoán vị ư?" Mai Giao Lân cười khẩy: "Nhâm thiên tổng, hai ta đây không phải lần đầu giao thủ, nên hẳn là tôn giá cũng hiểu rõ như mai mỗ. Một khi động thủ, kẻ phơi xác sẽ là ai? Do đó tôn giá rất cần hoán vị, bởi ở bên này tôn giá có được một con đường đào tẩu khi bại." Bị Mai Giao Lân nói trúng ý định trong lòng, Quang Hiệp biết hôm nay ngoại trừ quyết chiến một phen không còn một con đường nào khác, bèn đánh liều lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi không thấy quá lãng phí thời gian hay sao?" Mai Giao Lân nhếch môi cười, chậm bước tiến tới gần Quang Hiệp, đanh giọng nói: "Nhâm thiên tổng, cuối cùng tôn giá cũng thốt ra được những lời bất đắc dĩ ấy, chuẩn bị đi." Quang Hiệp tuy biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Mai Giao Lân, song vì danh vọng và địa vị, lão chẳng thể nào không tỏ ra hào phóng. Vừa thấy Mai Giao Lân tiến tới, lão liền biến sắc mặt, vội vận công vào hai tay nói: "Tiểu tử, đây là cuộc chiến sau cùng giữa hai ta phải không?" Mai Giao Lân thoáng ngẩn người, bỗng lạnh lùng nói: "Mai mẫu đã nói là sẽ buông tha tôn giá 3 lần. Quang Hiệp chính là muốn nhắc cho Mai Giao Lân nhớ lại lời hứa, nghe vậy liền nhẹ người, cười khẩy nói: "Tiểu tử, lão phu rất bội phục trí nhớ của ngươi. Nhưng có điều nếu ngươi giữ đúng lời hứa, cục diện hôm nay sẽ hết sức bất lợi cho ngươi. Lão phu không cần lo nghĩ đến sự an nguy bản thân mình." Vân Phụng Linh nghe vậy bất giác lặng người, tiến tới một bước nói: "Lân ca, đối với kẻ nham hiểm xảo trá, hám danh chuộng lợi như thế này, Lân ca cần gì phải giữ uy tín chứ?" Quang Hiệp tái mặt, sợ Mai Giao Lân đổi ý, vội nói: "Tiểu tử, nơi đây ngoài trừ vị cô nương này ra, không còn kẻ thứ ba, ngươi quả là không cần phải giữ lời hứa." Mai Giao Lân dừng bước, đứng cách Quang Hiệp chừng 5 thước, lạnh lùng nói: "Tuy Mai Mũ đã hứa buông tha cho tôn giá 3 lần, nhưng không hề nói lần nào cũng không động đến tôn giá. Hôm nay tuy tôn giá không lo mất mạng, nhưng thân thể tôn giá e rằng từ nay phải thiếu mất một món." Quang Hiệp trước đó không hề nghĩ đến điều này, nghe vậy liền tái mặt, hốt hoảng nói: "Mai Giao Lân, ngươi định Lão vốn định nói là nuốt lời, nhưng chẳng tài nào thốt ra được, bởi Mai Giao Lân quả đúng có đâu hứa không gây tổn thương cho lão. Mai Giao Lân lạnh lùng nhìn chốt vào mặt Quang Hiệp, chậm rãi nói:
dường như Tôn Giá chưa nói hết lời thì phải. Quang Hiệp đỏ mặt, lão phu cảm thấy không cần thiết phải nói. Mai Giao Lân cười chế nhạo, chẳng phải không cần thiết, mà là Tôn Giá nhận thấy lý do không hợp lý. Mai Giao Lân, ngươi nghĩ hôm nay ngươi đã nắm chắc phần thắng rồi phải không? Hôm nay Mai Mỗ phải lấy đi cánh tay phải của Tôn Giá, bởi Tôn Giá đã dùng tay ấy bổ đứt dây thép. Thắng bại thế nào, sự thật sẽ được chứng minh. Quang Hiệp lặng người, bất giác đưa mắt nhìn cánh tay phải đang vận đẩy công lực, sau đó quét mắt nhìn thật nhanh về phía sau lưng Mai Giao Lân, bỗng quay sang Vân Phụng Linh nói, vị cô nương này cũng tham chiến phải không? Đoạn chòng chọc nhìn vào mặt Mai Giao Lân, như có đó muốn dò xét xem tâm thần của Mai Giao Lân có tập trung hay không, hầu thừa cơ xuất thủ. Lời nói của Quang Hiệp khiến Mai Giao Lân lần lượt nhớ lại nguy hiểm về cuộc chiến với bản phù tiểu ẩn Tây Môn Quỷ lúc tối qua, theo bản năng ngoảnh ra sau nói, Linh muội, hãy tránh ra xa cho Nhâm đại hiệp yên tâm. Mai Giao Lân chưa kịp dứt lời, bỗng nghe Quang Hiệp quát to, lão phu yên tâm rồi. Dứt lời, một luồng trường kình đã ập đến trước ngực Mai Giao Lân, không thể uy thế như Bài Sơn Đảo Hải, nhưng không có một bóng trường bùa răng, nhưng trong khoảng cách quá gần, Quang Hiệp tin chắc là Mai Giao Lân chẳng thể nào thoát được một trường chớp nhoáng này. Mai Giao Lân vừa nghe tiếng đã quay phát lại, gương mặt hiếm khi có sự thay đổi, bỗng lướt qua vẻ kinh hãi. Cơ hồ là theo phản ứng bản năng, Mai Giao Lân nhẹ nhàng như người sang phải, ngay lúc Vân Phụng Linh kinh hoàng hét to, Lân ca, tránh mau. Xoạt một tiếng, vang lên cùng lúc với tiếng hét của Vân Phụng Linh, bóng người nhấp nhoáng, rồi thì tất cả trở lại yên lặng, nhưng có điều không khí ngột ngạt và căng thẳng hơn trước. Quang Hiệp vẻ không tin nhìn chòng chọc xuống đất, không có vết máu, không có tay lìa. Sự thật đã chứng minh, lão một lần nữa lại xuất thủ bất thành. Trước mặt bên phải cách chừng 8 thước, bỗng vang lên giọng nói sắc lạnh, Nhâm đại hiệp, Tôn Giá đã đánh mất cơ hội thoát thân rồi. Dứt tiếng, Mai Giao Lân đã đáp xuống trước mặt Quang Hiệp. Quang Hiệp lặng người thầm nhủ, phải chi mình đừng có ý định lấy mạng hắn, thì có lẽ bây giờ đã thoát thân rồi. Đoàn cố chân tĩnh nói, tiểu tử, đó chẳng qua là lão phu muốn cảnh cáo ngươi. Một chiếc áo chẳng đáng giá là bao, nhưng một mạng người thì tiền bạc chẳng thể mua được. Ngươi đồng ý không nào? Nhâm đại hiệp bất tất tự chát vàng lên mặt mình. Mai Mỗ vẫn một lời, phải lấy đi cánh tay phải của Tôn Giá, và chỉ có trong 10 chiêu. Quang Hiệp ánh mắt giật lên, ngươi tin chắc như vậy? Mai Mỗ trước nay lời ra như núi, Tôn Giá khỏi phải lo. Mai Mỗ nuốt lời lật lọng. Quang Hiệp nghĩ nhanh, nếu ta giành lấy tiên cơ, chẳng tin ngươi có thể thủ thắng trong vòng 10 chiêu. Đoạn giả vợ điểm nhiên nói, tiểu tử, ngươi có biết lão phu sẽ định chế ngự ngươi trong vòng mấy chiêu không? Mai Giao Lân cười khẩy, Mai Mỗ chỉ biết Tôn Giá thừa cơ hội ám toán thôi. Quang Hiệp bởi định tâm giành lấy tiên cơ nên luôn lưu ý cơ hội xuất thủ. Mai Giao Lân vừa dứt lời, lão bỗng quát to, ngươi đã biết lão phu thừa cơ ám toán, có biết lão phu xuất thủ lúc này không? Dứt lời đã tung ra chiêu bôn lôi bão vũ. Bóng trường dập trời kèm theo tiếng sấm rền rĩ, trước mắt đã phủ trùm tất cả các yếu huyệt khắp người của Mai Giao Lân. Mai Giao Lân không dám khinh suất, cười khẩy nói, Mai Mỗ sớm đã biết rồi. Đồng thời với chiêu bồ đề thiền phật đã được tung ra, lập tức bóng trường chập trùng tỏa ra tứ phía. Tuy không có tiếng sấm rền gió rít, song tốc độ và uy lực thật khủng khiếp. Quang Hiệp thấy thế hoảng kinh, vội triệt chiêu thoái lui 2 bước dài, những ngờ thoát khỏi thế trường của đối phương, nào ngờ chân vừa đứng vững, bỗng thấy bóng trường hoa lên trước mắt và một luồng kình lực như vũ bão đã ập đến trước ngực, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Tuy Quang Hiệp vẫn còn kịp xuất trường đón tiếp, song lão biết rõ nội lực của mình kém xa Mai Giao Lân, nếu tiếp trường chỉ có chóng bại mà thôi. Thời gian cấp bách, Quang Hiệp không kịp nghĩ nhiều, vội lui ra sau 7-8 thước đã đến sát bờ sông. Mai Giao Lân như bóng theo hình, khi Quang Hiệp chưa kịp chân chạm đất, song trường của chàng đã bổ đến trước ngực lão. Người đang lơ lửng trên không, Quang Hiệp chẳng thể nào thoái lui được nữa. Nhưng lão là người giàu kinh nghiệm giang hồ, tuy lòng kinh hoàng đến tột độ, song vẫn hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng vung song trường lên đón tiếp. Bùng một tiếng vang rồi, Quang Hiệp rơi nhanh xuống đất. Tuy sức chấn động yếu đến mức lão không ngờ, song rơi xuống đất vẫn không kiềm chế được lùi sau 3 bước, thắc mắc đưa mắt nhìn Mai Giao Lân, theo bản năng chân phải bước lùi ra sau. Bỗng lão cảm thấy chân phải hụt hẫng, giật nảy mình, vội tung mình tới trước hơn thước. Giờ lão mới hiểu
vì sao sức chấn động của trường lực Mai Giao Lân lại yếu thế kia. Mai Giao Lân cười khẩy nói, mới chỉ có 3 chiêu mà Tôn Giá đã lâm vào tuyệt địa rồi. Quang Hiệp bất giác quét mắt nhìn hai bên, ngượng ngùng nói, đáng tiếc là trường lực của ngươi đã kém một chút. Mai Giao Lân nhếch môi cười, lẽ ra Tôn Giá phải nói Mai Mỗ đã dùng lực thật là chuẩn xác mới đúng. Vậy là ngươi sợ lão phu rơi xuống sông? Hừ, không biết trên cõi đời này có mấy ai tin được điều ấy. Bao nhiêu người tin thì cũng không liên quan gì đến Tôn Giá. Nhưng Mai Mỗ có thể cho Tôn Giá biết nguyên nhân, Tôn Giá có muốn nghe không? Quang Hiệp biết rõ Mai Giao Lân định tâm làm nhục mình, nhưng không sao thốt ra miệng được, bèn cười khẩy nói, có lẽ ngươi lại nghĩ ra một lý do mới để che đậy công lực yếu kém chứ gì. Nhâm Thiên Tùng, dù Mai Mỗ không nói thì Tôn Giá cũng rõ, hà tất chối quanh làm gì. Tuy nhiên Mai Mỗ xin nhắc lại, hôm nay phải lấy đi một cánh tay của Tôn Giá, vì thời gian có hạn, trong 2 chiêu nữa là phải kết thúc sự việc. Quang Hiệp lạnh người, bất giác quét mắt nhìn hai phía. Mai Giao Lân cười khẩy, Nhâm Thiên Tùng, tuy hai bên có đường thoát thân, nhưng Tôn Giá phải hiểu Tôn Giá không đào thoát được đâu. Quang Hiệp quả là có ý đào tẩu, nghe vậy mắt bỗng ánh độc quang, đột nhiên tung mình lao tới, vung trưởng với chiêu Cuồng Phong Bão Vũ công ra và quát, hãy xem thử lão phu có thoát thân được hay không. Dứt lời, trường kình đã ập đến trước mặt Mai Giao Lân. Mai Giao Lân buông tiếng cười khẩy, tay phải chớp nhoáng vung ra nhưng không vận dụng hết toàn lực. Quang Hiệp đã định tâm đào tẩu, sớm đã vận đẩy công lực xuống hai chân, vừa thấy Mai Giao Lân xuất chiêu liền mừng rỡ triệt chiêu, quanh người toan phóng chạy về phía phải. Thế nhưng bỗng nghe Mai Giao Lân quát to, Nhâm Thiên Tùng, để lại cánh tay phải đi thôi. Tiếp theo là một tiếng rú thảm khốc. Quang Hiệp cánh tay phải đã buông thõng sụi lơ, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên ngực phải, đang theo đầu ngón tay từng giọt nhỏ xuống đất. Mai Giao Lân lạnh lùng nhìn Quang Hiệp nói, Nhâm Thiên Tùng, Tôn Giá lại thoát chết một lần nữa. Quang Hiệp mắt ngập vẻ căm thù, chừng chừng nhìn Mai Giao Lân, bỗng buông tiếng cười vang, Mai Giao Lân, lão phu thoát chết phen này, ngươi định chúc mừng lão phu phải không? Mai Giao Lân cười mỉa mai, Tôn Giá quả thật đáng mừng, bởi chướng ngại đã cản trở Tôn Giá trên đường đến suối vàng lại giảm đi một chặng nữa rồi. Vân Phượng Linh đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Mai Giao Lân, vốn lòng dạ thiện lương, thấy Quang Hiệp cũng có vẻ tội nghiệp, bèn tiến tới một bước nói, Nhâm đại hiệp, nên biết ăn năn hối cải thì hơn. Quang Hiệp đanh mặt, cô nương hiểu biết hơn lão phu sao? Vân Phượng Linh ngẩn người, Nhâm đại hiệp, nếu hôm nay mà không ăn năn hối cải, e rằng sau này không còn cơ hội nữa. Quang Hiệp nghe vậy thoạt tiên ngớ người, sau đó buông tiếng cười vang, cô nương chưa đủ tư cách để bon chen trốn giang hồ đâu. Vân Phượng Linh sầm mặt, một ngày nào đó Nhâm đại hiệp sẽ hối hận. Hối hận ư? Hối hận lão phu chỉ bị mất một cánh tay phải không? Tiểu tử, có đúng vậy không? Mai Giao Lân cười khẩy, Nhâm Thiên Tùng, nói nhiều vô ích, nếu Tôn Giá không còn gì dặn bảo nữa, việc hôm nay kết thúc tại đây được rồi. Ngươi hạ lệnh đuổi khách ư? Mai Mỗ nghĩ Tôn Giá nên chuẩn bị lên đường là vừa. Quang Hiệp tái mặt, ngươi đã chuẩn bị cho lão phu một nơi cư trú lý tưởng nào rồi phải không? Mai Giao Lân đưa tay chỉ cồn cát giữa sông, không phải là nơi cư trú lý tưởng gì đâu, cũng may là Nhâm đại hiệp đã quen thuộc địa hình nơi đó rồi. Quang Hiệp ngoảnh lại nhìn cồn đất, lạnh lùng nói, ngươi có thể cắt đứt dây thép, nhưng Tôn Giá vẫn còn cơ hội trở lên. Đây là ngươi thực hiện lời hứa lần cuối phải không? Nhâm đại hiệp cơ trí khá lắm, lần sau chúng ta gặp lại, có lẽ Nhâm đại hiệp phải đi sang bên kia thế giới khác đó. Xin mời. Tiểu tử, ngươi yên tâm để cho lão phu mang theo cánh tay này phải không? Cánh tay Tôn Giá tuy chỉ bị xuyên thủng, nhưng Mai Mỗ tin chắc là xương đã nát vụn. Nhâm đại hiệp ở trên cổn đất vô sự, hãy thử chữa trị xem. Quang Hiệp bàng hoàng ngây ngẩn, lão biết Mai Giao Lân không dối gạt mình, bỗng vung tay trái bổ mạnh xuống. Rắc một tiếng, cánh tay phải đã lìa rơi xuống đất, cúi người nhặt lên, chú mắt nhìn một hồi, bỗng cười ghê rợn nói, lời đồn đại trên giang hồ quả không hoa, Mai Giao Lân ngươi không bao giờ nói dối. Thần sắc lão vẫn hết sức bình thản, không chút lộ vẻ đau đớn. Mai Giao Lân cười lạnh lùng, Nhâm đại hiệp can đảm lắm. Quang Hiệp vận công cầm máu,
vung tay ném cánh tay gãy xuống sông, cười sắc lạnh nói: Nhâm Thiên Tùng này có thể đối với bản thân mình như vậy, thì đối với kẻ khác. Tiểu tử ngươi nghĩ xem, lão phu có đủ can đảm không? Đoạn tung mình lên dây thép, ngoảnh lại nhìn Mai Giao Lân nói: Nếu bây giờ ngươi làm đứt dây, lão phu sẽ rơi xuống sông ngay. Mai Giao Lân cười khẩy: Nhâm đại hiệp hàn hiểu rất rõ, tôn giá chưa đủ tư cách để khiến cho Mai Mỗ phải ám toán. Quảng hiệp nghe vậy bèn yên tâm, trong tiếng cười dài sau mấy lượt tung mình đã lên đến cồn đất. Mai Giao Lân liền vung trưởng bỏ đất dây thép rơi xuống sông. Vân Phụng Linh đi đến sau lưng Mai Giao Lân khẽ nói: Lân ca, tiểu muội sợ quá. Mai Giao Lân chậm chậm quay người lại: Sợ lão ta ư? Vân Phụng Linh gật đầu: Vâng, mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Chúng ta đã tránh khỏi một lần ám tiến của lão ta rồi kia mà. Lần sau, lão nhất định sẽ thận trọng. Thì chúng ta cũng sẽ thận trọng hơn. Thôi, chúng ta đi nào. Vân Phụng Linh thở dài: Lần ca có lúc rất tàn nhẫn, nhưng có lúc lại tử bi. Hạng người không biết ăn năn hối cải thế kia, đúng ra không nên tha cho lão ta sống. Ngô ca đã hứa tha chết cho lão ba lần. Đối với hạng người như vậy mà Lân ca cũng giữ tín nghĩa sao? Mai Giao Lân mỉm cười: Ngô ca đã nói là phải thực hành, đi thôi. Đoạn nắm tay Vân Phụng Linh tung mình phóng đi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Long Kiếm Truy Hồn của tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.